Cái lực lượng ghe cào này ở đâu lại anh? Cà Mau, Kiên Giang thì đủ chỗ, trong đêm mình có cái sách gì cũng có hết. À, vậy là cũng có dân của Sóc Trăng mình mà cũng có của Sóc Trăng mình cũng có bên cái sách á. À. Bên Trần Đề, Cà Mau, Sóc Kiên Giang. Thị xã Vĩnh Châu mình có không? Thị xã Vĩnh Châu mình thì không có, cũng ít à, không có. À. Cái đoàn ghe Vĩnh Châu thì không có ghe. Tại vì bên Vĩnh Châu thì không có cái đường kinh á. Dạ. Nếu mà có đường kinh thì người dân bên đó cũng làm ghe xuống cào á. Mấy cái ghe của tỉnh khác sao tao biết cái vùng mình mùa này có cái sầu huyết này? Làm tao trước mới tới Bạc Liêu mới tới Vĩnh Châu mình. À, theo con nước. À, theo con nước người ta đi. Để đồ nắng á. Biết rồi. Người ta làm hoài cái quen năm này qua tháng nọ, tao biết tới thời điểm này thì người ta vẫn lên thị xã Vĩnh Châu mình để bắt cái sò giống này. Tới vụ là tới à, tới vụ là mấy chiếc ghe cũng lên tới đây. Ừ. Giống như là thốc đến đâu và bồ câu đến đó đúng không? Cũng hay ha. Cho nhà nước cấp cái đường kinh bên bên chùa Đại Bái đi. À. Ờ, tại người dân trên đó nghèo lắm. Nhưng mà người ta sẽ nếu mà ghe có cái, nếu mà có cái đường kinh rồi người ta làm cái ghe xuống cào đó. Dạ, là được đó phải không? Anh ở đây anh cứ nói chuyện với anh em đi. Có những gì chi tiết thì cho anh em biết. Lên quán rồi. Rồi cảm ơn anh. Dạ.